xin chào tất cả các bạn đã đến với simply speaking english nói tiếng anh đơn giản các bạn có biết không có những người đã sống gần hết cuộc đời mà vẫn đi tìm lẽ sống cho riêng mình có những người đến gần với cửa sinh tử nhưng giấc mơ vẫn còn dở dang chưa hoàn thành lại có những con người mỗi buổi sáng thức dậy họ hòa mình vào từng hơi thở và cảm nhận được sự ấm áp tràn đầy năng lượng từ ánh mặt trời. Họ có rất nhiều sức mạnh, niềm tin để đạt được ước mơ một cách nhẹ nhàng. Còn bạn thì sao nè? Đã chọn cho mình một hướng đi mới. Nơi đó bạn luôn là chính mình và tỏa sáng chưa? Ok, các bạn chỉ làm một chút tâm sự nhẹ trước khi chúng ta bước vào bài học thôi nha. Thì hôm nay cũng như thường lệ thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách sử dụng câu đơn giản để đi tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh nha. Rồi để bước vào bài học thì ta vào phần thứ nhất, tìm và dịch. Ta vào bước thứ nhất, tìm sự khác biệt. Bây giờ thì tôi cũng sẽ gợi ý cho tất cả các bạn một bức tranh nha. Việc của các bạn là đi tìm sự khác nhau giữa hai bức tranh này. Rồi đây là bức tranh. Tôi cũng sẽ gợi ý một vài chi tiết cho các bạn nha. Trong bức tranh thứ nhất thì các bạn thấy không? cô bé đang thả diều nhưng trong bức tranh thứ hai thì cậu bé đang thả diều trong bức tranh thứ nhất chiếc trực thăng màu đỏ nhưng trong bức tranh thứ hai thì chiếc trực thăng màu vàng trong bức tranh thứ nhất thì anh phi công đang đội cái mũ còn trong bức tranh thứ hai thì anh phi công không đội mũ trong bức tranh thứ nhất thì có một con ếch trên nóc trực thăng nhưng trong bức tranh thứ hai thì con chim đang trên nóc chiếc trực thăng rồi trong bức tranh thứ nhất thì có hai đám mây nhưng trong bức tranh thứ hai thì có ba đám mây sau khi các bạn đi tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh bằng tiếng việt thì bây giờ ta qua bước thứ hai đó là tìm từ khóa thì trong thứ nhất là đang thả diều câu thứ hai là trực thăng màu đỏ, trực thăng màu vàng. Câu thứ ba, phi công. Câu thứ tư, con ếch trên nóc. Con chim trên nóc. Câu thứ năm, đám mây. Rồi, sau khi tìm được từ khóa thì ta qua bước ba là dịch từ khóa. Thì bây giờ từ khóa này đã tìm ra rồi thì chúng ta bắt đầu dừng dùng Google để dịch nha các bạn. Rồi đang thả diều. Fly in the kite. Trực thăng màu đỏ, trực thăng màu vàng. Red helicopter. Yellow helicopter. Phi công. The pilot. Con ếch đang trên nóc trực thăng và con chim ăn trên nóc trực thăng. The frog on top of The bird on top of Đám mây Clouds Sau khi qua bước dịch từ khóa Các bạn qua phần 2 Nối từ thành câu và luyện đọc Ta vào bước 1 là nối câu Thì bây giờ có từ khóa rồi Dịch ra tiếng Anh rồi Thì bây giờ chúng ta nối những cái từ này Vào trong thành một cái câu Thì cái câu thì thường thường có chủ ngữ Có động từ và có danh từ nha các bạn Rồi trong câu thứ nhất Là In the picture 1, the girl is flying the kite. But in picture 2, the boy is flying the kite. In picture 1, there is a red helicopter. But in picture 2, there is a yellow helicopter. In picture 1, the pilots is wearing a hat. But in picture 2, the pilot isn't wearing a hat. In picture 1, the frog on top of the helicopter. But in picture 2, the bird on top of the helicopter. In picture 1, there are two clouds. But in picture 2, There are three clouds. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các nối các từ khóa thành một câu. Ta qua bước 2 là luyện đọc. Bây giờ thì tôi sẽ đọc mẫu cho các bạn để các bạn ghi nhớ và nói nha. Các bạn lưu ý khi mình đọc bài thì các bạn nhớ đọc từ nào thì các bạn dứt khoát từ đó. Các bạn không nên đọc nuốt từ hay là nối qua nhanh quá để mà mình sót lại những âm ending sau là âm cuối cùng á mới học cho nên chúng ta cứ từ từ các bạn. Những người mà đọc quen rồi đó, nhanh thì các bạn nuốt lướt qua được. Nhưng mà nếu mới bắt đầu mà mặn lướt nó quen, nó thành có thói quen. Sau này những cái từ mà khó thì các bạn rất là khó để đọc đúng nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đọc mẫu mà tôi sẽ đọc hơi nhanh một tí so với đoạn đầu để cho bạn nào mà có khả năng muốn đọc nhanh mà lướt qua thì có thể theo kịp nha. In bitter warren The girl is flying the kite, but in picture 2, the boy is flying the kite. In picture 1, there is a red helicopter, but in picture 2, there is a yellow helicopter. In picture 1, the pilot is wearing a hat, but in picture 2, the pilot isn't wearing a hat. In picture 1, the frog on top of the helicopter, but in picture 2, the bird on top of the helicopter. In picture one, there are two clouds, but in picture two, there are three clouds. Các bạn cố gắng đọc đi đọc lại thật nhiều lần để ghi nhớ nội dung nha. Những cái câu này nó sẽ ghi lại trong đầu các bạn. Sau này mà nếu gặp những cái trường hợp tương tự á, thì những cái ký ức này nó sẽ hiện ra. Và lúc này chỉ cần lấy ra mà xài thôi. Cái này người ta gọi là phản xạ đó các bạn. Rồi, ta qua phần 3 là phần kết thúc. Các bạn ạ, à, lúc bạn đang ngồi chơi nghỉ ngơi và tận hưởng sự bình yên thì bên kia bạn của bạn phải đang đấu tranh, cố gắng, thậm chí còn rơi cả mồ hôi, máu, nước mắt để đạt được cái họ mong muốn. Và khi bạn nhìn họ, bạn chỉ nhìn được cái kết quả họ đang sở hữu mà thôi. Nên tôi nghĩ, đừng chọn con đường đơn giản hay dễ đi nên chọn cho mình một con đường mà bạn phải thật sự nỗ lực và cố gắng hết sức để đạt được nó. Đừng bao giờ khi đến 60 tuổi rồi vẫn còn loay hoay đi tìm lẽ sống. Đừng bao giờ để nhắm mắt xuôi tay mà giấc mơ còn dở dang. Hãy sống một cuộc sống đời cống hiến, đầy niềm tin. Bạn không cần phải nhìn vào ai để so sánh đâu. Chỉ cần nhìn lại chính mình rồi tự hào về nó. Đó mới là sứ mệnh của cuộc đời. Video của tôi đến đây xin kết thúc. Nếu bạn nào thấy hay và hữu ích thì like và chia sẻ cho các bạn của mình cùng tham khảo nha. Goodbye.